Hey, hello em, chào mừng em đã trở lại với channel của Mr. T. Ok, rồi, nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với chuỗi series về con game thằng thú Go nha nè. Ok, rồi, hiện tại thì để xem. Đây, nói chung hôm nay sẽ có những cái chương trình gọi là khá là hấp dẫn từ cái video này nha nè. Anh em nhớ đón xem nhé. Rồi, thì trước tiên thì hôm nay sẽ điểm danh ngày 8 anh em ạ. Đúng không? 2, 4, 6, 5, ngày 9 đó nè, ngày 9 chơi game này. Tôi chơi game cũng khá là từ ngày đầu tiên, hôm nay là ngày 9 đó. Rồi hiện tại thì hôm nay nó có là ngày 9 là nhận được một số quà, tức nhận phúc lợi thằng dân đúng không? Đấy, mua mấy cái này thôi nha. Ngày 8 mua mấy này để tôi tích điểm nhiệm vụ thôi nha em. Rồi hôm nay thì nó vừa mới ra một cái event mới, đấy chính là Berry Berry. Hiện tại nhiệm vụ thì cái này sẽ đạt được 120k. Ok, nói chung thì quà khá là nhiều. Rồi vào soi thư nhé anh em. Boss thế giới này, xếp hạng vui. Ok, thì hôm nay tôi đã được ăn top một lượt chiến của này là sự kiện đồ trang sức đúng không? Đấy, hôm nay tôi sẽ đi cưỡi cá nè. 100 này, thêm được một con ám quan và một bộ đồ đỏ. Lâm hàng gì là hôm nay sẽ up lực chiến lên kha khá. Hôm nay là 70 triệu lực chiến rồi, tổng 70 triệu rồi, lên cấp 67. Lên cấp 67 thì hôm nay tôi sẽ lên thêm một cái gọi là con dung của tôi anh em ạ. Con dung nhá, nó sẽ lên con dung, nhưng mà trước tiên là phải đổi thú cưỡi, đi cưỡi cá đi, cưỡi con Mika. Đây, cưỡi cá cho nó đẹp đấy, trời ơi, rồi tương đối ổn nhá. Danh hiệu à, có danh hiệu mới nè, Tisching Maker. Ok, mặc cái này cho nó đẹp, lâu lâu đổi tí trang bị cho nó đẹp. Rồi để xem thấy coi sự kiện thì hôm nay nó sẽ có sự kiện, nó cũng tương đối cũ thôi nè. Ui dù quà khá là nhiều nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi mở quà rồi xong đi up con dung của tôi lên 11 sao. Đây trước tiên là phải đi đổi một cái hắc ám trước nha anh em. Tôi sẽ chọn một con tướng rồi đó tôi đổi để xem con nào không chơi đấy nè. Như con này tôi có một con này đây, đổi em này đi, chí tôm này. Vật phẩm không đủ, ôi dù ôi, thiếu KC này mà. Rồi thôi thiếu KC thì để sau nhé. Bây giờ sẽ lên con sáng 11 sao để xem thử coi. Lực chiến hiện tại của con sáng là đang là 2 triệu 4 đúng không? Ở 24 triệu chứ. 24 triệu, trang bị tôi full rồi nè anh. Lên cấp 18 là mát nè. Trang sức cũng full nè. Ngọc thì cũng tầm ổn nhé. Rồi, cần lên con này sẽ là cần thiếu 2 phút nha. 2 phút con sáng, 1 phút 9 sao và 5 phút cỏ. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, trước tiên là tôi sẽ đi để xem, hình như tôi đang có 1 phút sáng rồi anh em. 1 phút rồi, giờ kiếm thêm hai bé nữa thôi. Trước tiên cái này tôi sẽ mở. Đây, cái này tôi khuyên anh em nên chọn cái vé đập trứng nha. Vé đập trứng là anh em để qua tuần thứ hai đập thì sẽ được thêm một con bé nữa nhé. Chọn 20 lần 100. Ơi hiếm nè, con này cũng hệ hiếm à. Berry, mở full berry, tí nữa up lên top luôn.
hợp phân bón Bari như đang thiếu này nè. Hợp trang sức à, này trang sức tím nha, tím thì bỏ thôi nè. Đây đương trang bị 4 sao, hộp quà hắc ám à, hắc ám đang có hai hộp khống chế hai con. Ui dồi, quà nhiều khiếp anh em. Đây một em roi nữa nè. Ui dồi, có thêm đá nè anh em, berry cao cấp. Hộp Michu, ui cái này là được 3 con nè, 2 con nữa là 5 con nha em. 5 con, cái này là bét cỏ à, mở luôn nè. Hộp quà Chí Tôn. Đây, một em nữa nè. Rồi, tôi sẽ chọn thêm một em này nữa. Sau khi dọn một số túi thì khá là gọn này. Chung là hàng họ tôi còn khá là nhiều đấy, để từ từ up cho anh em xem sao thôi, giờ vô tiếng hóa đã. Đấy một em Yun Sun, đây anh em xem thử coi là up lên 11 sao lục chiến nó sẽ tăng bao nhiêu nhé. Hiện tại nó đang là 24 triệu đúng không, lên anh em ạ. À, 2 Yun 5 bet hiếm. Ý, tí nữa thì nhầm, tí nữa là cám rồi. Đây, xem kỹ lại nào anh em. Đấy, 1 phút 9 sao, mình sẽ dùng con này đi anh em. Rồi, thuộc tính của em nó là HP sẽ tăng được 17k, ATK lên được 3k8. Lụm đó anh em. Ôi, hồi nãy là 24 triệu đúng không? Giờ lên 26 rồi. Cấp 300. 300. Ui dù, lên được 340. Đấy, lên được 27 triệu. Nói chung cũng khá là khủng khiếp nha em. Rồi, để lên được... Trời ơi, lâu khiếp anh em ạ. À. Để lo lên được 13, 12 sao đúng không? 12 sao thì sẽ cần 5 phút nè, hai em nữa. Và đồng thời một bet 9 sao đúng không? Giờ anh em cứ lên 9 sao mà đi dành nhé, đừng lên 10 sao phế đó nè. Mà lên quan trọng là cấp 86 thì chờ khá là lâu nha. Rồi, tạm thời như thế. Lập chiến của tôi đã lên được 74 triệu rồi. Ok, cơ bản như thế thôi. Hoa đúng không? Hoa tôi còn hoa còn 2 ngày, còn 300k đấy. Anh em nhớ tương tác mà lụm hoa nhé. Bây giờ sẽ đi phục vụ một số công tác, đấy chính là xem để coi có quà cáp gì hay không để nhận nè. Đây anh em tranh thủ đi cái này nhé, tiến hành đảo này, cái này bữa giờ tôi quên đi nó mà. Cái này nhận điểm up, đây cái này nhận quà berry này nha. Đấy cái này là lấy quà berry khá là ok đó. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi đấm tí anh em ạ. Do cái này tôi hiện tại là tôi đang mất top này, tôi đang top 29. Ôi dồi, để xem. Bên kia đam khiếp nhờ. Tôi đang là 228. Lập em nào thế gọi. We got you. Rồi xem thử một lần đam là hiện tại là 28. Ôi dồi, lâu lên lắm. Giờ phải tích thể lực thôi.
Vì cách chứ. Giờ phải gỡ con này xuống, tăng em này lên. Đấy. Giờ phải thêm một bé vào nè. Rồi, tiếp tục đi ra. Vì cách chứ. Vì cách chứ. Ơi, có bé quay luôn kìa. Vì cách chứ. Ui dồi ôi, đam ít quá, hết bét rồi. Sao, mò lên được top chưa? Hiện tại đang là, ui dồi lâu lắm. Top 5 đúng không? Top 5 13. Kinh khủng thật, mấy ông này làm quá gì đam to thế anh em. Anh em nào đi đi chơi này, chỉ tôi chơi nhé. Hiện tại tôi leo tới này thôi, đứng rồi. Đứng lên rồi. Chanh đọt đúng không? Ui dồi, ông này một mình đóng. Đây, quẩy 8 người ông này nè. Đấy. Ui dồi, mới tâm lần đầu chết tươi rồi. Mạnh khiếp nha. Ui dồi, hôm nay là 159 mê à. Kinh đấy. Gọi là kinh đấy mấy không ạ. Rồi, đang có 20 vé đúng không? Thì tiếp theo tôi đang muốn up con lên 11 sao sẽ là em này nha. Thì sau khi chơi thì tôi cảm thấy là Silibay chúng ta búp HP thôi. Nhưng mà em này đam cũng khá là ngon này. Mặc cho em này bộ đồ đỏ nè, đội Berry đúng không? Đấy, em này có một cái này là nhận bút né đúng không, khá là ổn nhé. Đây 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 đây, quên anh em, phải đi bồi dưỡng thêm cái này cho em này chứ. Đây, tôi đang dùng con này là Rick nha, bao đam luôn. Đột phá nè, thiếu rồi. Tăng sao? Cái này là lên là tầm 1 sao đúng không? Đấy, đi bồi dưỡng mấy em này ra. Đổi con này đi, đổi trái cà lên cherry, cái này là sẽ là xóa tất cả đi bức. Ok, làm hàng đó. Này làm sao nâng berry lên được ta, để xem đi coi. Đây tôi sẽ vô cái này đúng không, tăng sao lên em nó một cái nè. Rồi đổi Barry đúng không, đổi Barry thì chắc mặc cho nó một cái tạm thời nào đó thôi. Đấy đấy đấy, ok, tăng sao lên. Ai dù phải nâng cái cục này. Cục này thì có đâu. Cục này hiện tại không có. Nhầm rồi anh em ơi. Như là tôi bị nhầm gì rồi. Đây 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 đây. Coi lại nhé. À nó phải có một cái berry dính giống nó nữa anh em ạ. Vậy thôi tôi sẽ đi nâng tăng sao con này có nè. Ui dù lực chiến tăng khá là mạnh nhé. Đấy, chiến lên được 77 triệu rồi. China thăng cấp.
khá là ổn nha anh em. Đấy anh em chơi cái này lấy nhiệm vụ thôi. Ở đây nó sẽ có nhiệm vụ nhận này, lên tầm 20 triệu sẽ được 3 trái nữa. Rồi, tôi còn khá là nhiều rương nha anh em. Mai tôi sẽ up con Mi Tu lên 10 sao cho anh em xem. Ok. Gan chạp. Test thì coi. Sử thi ạ. Đây, đi quẩy cái tiệm rồi xong đi đánh nhau tí nha, đổi. Hiện tại tôi sẽ đi đổi con Luya này nè. Con này đang hiện tại đang khá là ok. Thiếu một vé à. Đấy, tôi sẽ quay cái kiểu này thôi. Quay 8 lần đúng không? 8 lần nữa nó sẽ ra thêm một em nữa. Ok. Như con này cũng tầm đâu được hai ba con gì rồi. Tôi không thích úp thôi chứ còn tôi úp thì chắc lên được anh em. Tại con này cũng đang được hình như là hai con rồi. Úi, mới có một con này. Cái này hình như túi tôi còn này. Đẹp nè. Rồi thì cứ tạm thời để từ từ thôi. Tôi úp rải rác cho anh em xem thôi. Con này lên 11 sao cũng được nhé. Rồi chúng ta đi test thì sức mạnh nó coi. Thí luyện thì anh em tuần thứ hai nó vừa cho ra nhé. Quà thí luyện tôi đảm bảo là gọi là bao ngon nha. Anh em vượt 18 mã là nó sẽ có được một con quang ám cho anh em. Rồi hiện tại tôi đã leo lên được số ải 28. Đây, đánh đi coi. Test thử con rắn lộn. Rắn lộn 11 sao. Ok, đó là thế nào, dồi nổ gần chết nguyên đồ hình kìa. Vì cách chiều. Ok, xem đấy coi. Lượng đam. Thế cho em. Nói chung là con Lugia này đam nó cũng gọi là tương đối ổn đấy em. Ok, mức trị liệu nè. Ui, con Mitu trị liệu khủng khiếp nha. Chịu đam cũng ổn phết đấy. Rồi, đánh thêm mã nữa xem. Chung là game này nó không cho đi BK giữa người chơi với nhau nên tôi cũng chả biết BK sao được. Toàn là đi quái không nên nên. Chạy tới Liên server để đi du đấu. Vì cách chiều. Rồi, ok. Thì tương đối hôm nay up thử con bé rắn lộn của tôi lên thôi. Hiện tại lên cũng được 28 triệu rồi. Chắc tí nữa tôi mò mò nó lên tầm 30 triệu là đẹp anh em ạ. Đấy, cơ bản nó như thế. Thiếu ngọc nè. Như nãy ngọc tôi có mấy viên nữa. Đấy. Ui, khảm này nó lên kinh anh em. Như nãy có mở ra mấy viên khá là ngon đấy. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi khám thêm tí ngọc. Rồi xong sẽ up.
thêm cho em Silibi này, có hàng họ là vô cứng nhé. Đấy, Michu. Cứ khám full cho đồ hình của chúng ta nó có ngọc trước đã. Tôi sẽ ép ngọc sau. Đấy, cho cái đồ hình chính nó có ngọc. Rồi. Cơ bản chơi sơ sơ thôi. Và trang bị đập 30 lần. Có trang sức gì mới kìa. Trang sức. Ui con này HP. Tăng được tí xíu. Ok. Khá là ổn nha em. Rồi. Thì sắp tới về sự kiện tặng hoa thì anh em nhớ chuẩn bị nha. Còn 2 ngày nữa để cho anh em đấy. Còn 300k nữa. 300k nữa đấy anh em. Tranh thủ nhé. Anh em nhớ đăng ký bật kênh của tôi. Bật thông báo để mỗi lần tôi public video ra thì anh em đến nhé. Rồi, ok, bye bye, và hẹn gặp lại anh em.